Hello anh em, Đá Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Hãy cùng chúng mình đến ngay với màn so tài giữa Juventus FC với Sevilla FC thua vòng bán kết UEFA Champions League diễn ra lúc 2 giờ thứ 6 ngày 12 tháng 5 trên sân vận động Allianz Arena. Sau khi kháng cáo thành công, đội chủ nhà Juventus đã được trả lại 15 điểm đã mất sau khi bị phạt tại giai đoạn giữa mùa giải. Cuối tuần qua, Juventus vừa đánh bại Atalanta với tỷ số 2-0 ngay tại Gewiss ở vòng 34 Serie A. Chiến thắng này cùng với việc Lazio đã để thua 0-2 cho AC Milan đã giúp bà đâm ra thành Turin chiếm vị trí thứ 2 và đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Mục tiêu vô địch Serie A sẽ là không thể vì khoảng cách lên đến 17 với Napoli. Vì vậy, đội bóng này sẽ tập trung tối đa cho đấu trường C2 năm nay. Tuy nhiên, nhìn chung thì phong độ gần đây của đội chủ sân Allianz là không thật sự ấn tượng. Bằng chứng là họ chỉ thắng 2 trên 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Nên nhớ là 4 vòng đấu trước đó tại Serie A, họ chỉ hòa 1 và thua 3. Dusan Vlahovic vẫn đang cho thấy sự hiệu quả của mình với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đối tác ăn ý của tiền đạo người Serbia chính là cầu thủ chạy cánh đồng hương là Filip Kostic, người đã có 3 lần lập công và 11 đường chuyền thành bàn cho câu lạc bộ chủ quản. Ngoài ra, đội chủ nhà còn chào đón sự trở lại sau chấn thương của ngôi sao người Pháp Paul Pogba. Với dàn nhân sự chất lượng và đồng đều ở cả ba tuyến, lão bà rõ ràng có thể tự tin khi tiếp đón Sevilla trên sân nhà của mình. Đội bóng mang ADN của đấu trường Europa League đang cho thấy sự hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Eusebio. Bằng chứng là kể từ khi dẫn dắt đội bóng này, cựu huấn luyện viên Alaves đã giúp đội nhà thắng tới 6 trên 8 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Trong đó, từng đánh bại Manchester United với cách biệt 3 bàn không gỡ ở tứ kết lượt về. Tại La Liga, Sevilla cũng đã rất nhiều lần đánh bại những đối thủ lớn trong thời gian gần đây như Villarreal hay Athletic Bilbao. Từ một đội bóng từng ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Sevilla hiện đã vươn lên vị trí thứ 11 và đang có khoảng cách rất an toàn so với nhóm cầm đèn đỏ. Lĩnh sướng hàng công của đội khách chính là tiền đạo người Maroc Youssef El-Nesyri, người đã có 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Và quan trọng hơn hết là cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Man United. Không thể không nhắc đến tiền vệ đội trưởng Ivan Rakitic của họ. Cầu thủ người Croatia vẫn đang chứng minh vai trò nhạc trưởng của mình khi đã có 2 lần lập công và 6 đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội của mình. Đáng nói ở đây, mặc dù Sevilla là đội được đánh giá thấp hơn tại vòng đấu tứ kết khi phải đối đầu với Man United đang rất quyết tâm có được chiếc cúp C2. Nhưng Sevilla đã xuất sắc giành được chiến thắng và loại MU sau 2 lượt trận thi đấu. Vì vậy, đội chủ nhà Juventus sẽ phải thực sự thận trọng, không được chủ quan khi chỉ phải thi đấu với Sevilla. Khá bất ngờ khi mà mức chấp nhà cái đưa ra trong trận đấu này chính là Juve trừ 0.5. Rõ ràng, Sevilla mới là đội bóng mà anh em nên đặt trọn niềm tin với những lợi thế cả về mặt phong độ lẫn con người. Tỷ lệ tài xỉu mà nhà cái đưa ra trong trận đấu này chính là con số 2.25. Đi xỉu sẽ là quyết định hợp lý khi Ivan Rakitic và các đồng đội sẽ phải đối đầu với lối chơi thực dụng chắc chắn của đoàn quân huấn luyện viên Allegri. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tá Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.